hạ năng điện nữa. Nhưng mà học vô thì khủng khiếp, là thành ra mới mày mới biết hôm nay thì năng điện có cái đó, hồi trước giờ nó chung 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 thôi, ghê lắm. Đùi mà đã lắm, vô nghiên cứu khủng khiếp. Bắt đầu mình thấy mở ra rồi giờ mới mình bắt đầu mày phải có khái niệm tập tĩnh khí công, là tập cái nhâm đốc mạch, là tăng cái tinh đi thôi. Còn cái khí là phải luyện ba cái trăm tiêu, nó còn không biết tập 7 tập 3 thì nó lụy loạn nhập ma, là nó đi bảy vậy thôi. Nhẹ có nhẹ nhẹ thất rối vậy. Ghê lắm chứ mày. Vậy mới mới thành ra khi mày mày học từ từ thì mới nhét vô đầu nổi, nhét ngày đầu tiên là mày điên, mày muốn cái năng điện gì khủng khiếp vậy. Điện cũng tiếp theo. Bắt đầu mình nghĩ nằm đây thôi, bắt đầu nó phân cách chỗ lúc đó. Nhưng mà khi mình học xong cái não mà nó gọi là quang minh lỗi lạc, tức là rõ ràng hơn trước, tập vận đưa cái gì trong bụng, cái tinh tao tao đưa vô gan, từ cái bụng tao đưa đi. Chứ mày giờ mày hỏi mày đưa cái tinh túy từ đâu đưa đi, mà tinh túy này nó không phải tinh trùng, tinh trùng là tao đẻ có, còn cái tinh túy là nó chẻ làm hai đường, một con đường tao lấy cái tinh túy tao đưa vào gan, trong cái ý trong lúc tập đăng điện, cái ý tao nó rất rõ ràng hơn cái ý ban đầu, không có rõ ràng. Mà giờ mày mua muốn cứu cái gan thì lấy tinh của gan đâu, từ ở hai đăng điện hít vô tụ khí đăng điện, là đưa từ đăng điện có ý tưởng nó dẫn vô gan chứ, thấy không? Đồ muốn lên tim thì phải lấy từ đăng hai đăng điện, mà cái đăng điện cái đỉnh nó nằm ở cái đỉnh nhọn, ở cái hội âm, từ hội âm bắn lên chứ không phải từ cái đăng điện. Nãy nói cái hội nội âm là nó tất tinh túy ở nằm cái đỉnh của kim tự tháp. Khi vận khí là phải lấy khí rất vận chất nó từ cái đỉnh của nó rót đi chứ không phải chỗ nào. Cái điểm đầu nhọn của cái kim tự tháp. Chứ giờ mày hỏi lấy khí lấy ở đâu, đăng điện đang đi chỗ nào, hình như là chết mẹ rồi, Chính xác cái góc gốc từ đó nó tụ đó thì mình lấy nó đã, làm như nó đúng chỗ trong người, nó dễ chịu. Cho cái đó kinh nghiệm những người đi trước đã chỉ, còn lấy sai thì không có được cái gì hết, không thấy gì hết. Tức là vô biểu để lấy ở đâu không biết, giống vô thư viện ấy, cái đó sách ở trên kệ đó, ở đâu trên kệ kia không biết lấy nữa. là lấy hết tình trùng gì đó đi lên. Rồi lấy tinh trùng này lộn, lấy mẹ biểu lấy tinh trùng đi chết mẹ rồi đó. Thì tinh trùng nó đã thành vật chất rồi, thành cái nước sệt sệt rồi, không lấy được. Khi nó chuẩn bị đẻ ra tinh trùng thì chận lại chuyển đi thì được, đó là gọi là bế tinh, nó mới hiểu. Chứ nó thành rồi thì mày phun ra thôi cha, Không chuyển lại được, không chuyển nó được, nó thành nên là vật phải chất, chặn nó trước. chặn không cho nó tạo ra, rồi mới chuyển thành năm cái tinh, mấy cái tinh kia chuyển vô cái thận phủ mày. Còn mày chưa chặn mày ra rồi thua, mày ra rồi do cái thần mày điều khiển sai, mày ham muốn cái vụ kia nó mới đẻ ra, còn không muốn thì nó không ra, nói vậy thôi. Thì do cái thần điều khiển hết, thì hiểu vậy mình mới thấy rõ ràng những cái kỹ thuật luyện khí công nó rất rõ ràng, nhưng phải như chung chung nói mơ hồ đó. Nhiều người không mơ hồ sao lát hồi vận khí đại sao bế tinh là chặn bóp, chặn cái luồng tinh khí, lấy cái mặt bình cái lục cứ bỏ cái chỗ bắn là cột chặt phình mỡ chết rồi, thả ra xẹt tay tay mẹ như không. Còn nè cắt luôn mà nó lên phun ra không có mẹ gì đó, không cho ra tinh luôn. Thằng đó gọi là bế tinh, còn thằng bế tinh mà bịt cái lỗ lại, bịt cái ống tinh tinh trùng, ống dẫn tinh, thả ra phọt một đống nước, còn đang còn này bịt mở ra không có mẹ đó, cái đó là bế tinh đúng, nó không ra ra vật chất, ra vật chất mà sao mà xóa được, không nén được, mà thấy nước còn không nén được, vật chất là không có nén được, nước mà nó không có nén được, nén không có gì nén được nước đó, nước tinh trùng giống như nước mà nén sao nó nén được. Trước khi nó thành nước thì nó là dạng năng lượng, chặn năng lượng, sao năng lượng thành tinh biến thành tinh trùng, chặn lại chuyển thành năm cái tinh kia, 12 loại cái tinh túy trong cơ thể mà đừng cho nó thành tinh trùng, để nó thay cái tế bào kia. Riêng Có bài tập nó tự luyện cái đó chứ, bài gọi nó gọi là bài khí công tinh tử, là không cho nó thành tinh. Thành ra khi học tới khí công tỉnh nó có bài khí công tinh tử là không cho thành tinh, để chặn đứng nó thành tinh, để biến thành năm 12 loại tinh kia để nuôi 12 thằng phụ. Không nói nó lo nuôi vậy thì thằng phụ mày ốm mày o, là bởi thằng chơi gái ốm nhách, lâu còn đủ tinh nó nuôi mấy thằng kia chớp nhách, mắt mình mãi hôi rình hôi đó, nó không có không được cái rượt, không được về, không được thay thế, nó thúi hết lên. Còn cái bài số 9 này nè, là số 9, bây giờ tới cái bài đạo dẫn. Đạo dẫn số 9 là
tâm bào của bài này là nó là cái động tác là hai cái ngón này, một hai ngón giữa, mà cái bài này là hai cái nó tương tác nhau, một cái nâng cái đè, mình nó xoắn qua bẻ bả vai. Mà cái động tác này ở phụ nữ tức là nó đang bưng rượu. Tôi quay ra tôi coi nói cái thao tác này cho coi. Thì nói xong chị đó coi cái cách tập cái bài nó như thế nào, cái này gọi là đạo dẫn chính tức là nó dẫn khí bằng cách múa của phụ nữ. Cái bài này từ phụ nữ mà ra, nó múa, mà cái tinh túy nó nằm ở đâu là do cái người nữ này, tao nói cái người nữ nó phát hiện ra là khi là nó bưng một cái tay, nó bưng cái mâm nhỉ, thấy không? Cái mấy cái người phục vụ đứng đây nè, nó đứng vậy cầm cái ly rượu này, nè đưa xuống, nào đưa cho ông vua, nhưng mà phải đưa sao ông vua nó đập cái chết mẹ, phải có lịch sự thì nó đưa này. Nè nó đang đứng nhà nè, ta ví dụ đây cái ông nó đứng đây, ta cầm cái bưng rượu nè, thấy không? Nè ta bắt đầu ta ngó mắt cầm cái ly, thấy không? Ta cầm ngón tay vật ly xong ta đưa ra, đưa xuống ổng. Nè tao phải rùng người xong, nè mày mời nhà đi rượu sao, lấy cái đi khác đưa lên thành cái mâm bên này đó, để lên mâm, rồi bên này tao lấy cái liền tao đưa xuống cái ông ngồi bên này. Phụ nữ nó đưa là hai bên hai dãy mà, hai ông vua đồ nó đưa lên, đó là cái động tác, bà gốc của nó là vậy. Còn khi nó múa lại tập này. Nè mới đầu cái bà kia là thận xong vậy, bắt đầu khép chân lại, cái tay nó tự đưa lên ngửa hết. Bây giờ mình lấy bên trái làm chính đi, thì bắt đầu tao đưa cái này lên nè, để ngón giữa nè, ịnh ngón giữa là tại vì cái kinh mạch đó là thuộc ngón chính giữa, ịnh lên bên này là ịnh ngón giữa, thì tao là ngó vậy, tay tao bắt đầu nghiêng trước, rồi bắt đầu là tao ngó như cái ngón giữa tao là cái ly rượu, tao rùng thấp xuống ngó ly rượu đi, ngón giữa chạy vô đầu vô giữa nó xuống ngón giữa bên phải đó, là đưa cái mông là thấp nhất xong rồi tao lại nâng cái này lên cho bằng bên kia à, rồi tao ngó bên này, cái ngón này tao lú lên tao coi cái ly đó, tao nhìn cái ly đó, tao chuyển bằng con mắt tao qua phía trước, chuẩn bị cho cái này úp xuống cái ngón giữa bên tay trái, đưa cái mông này. Đó cứ vậy tập lên thì ngó bên đây này ngửa, ngó bên này ngó ngửa cái bên tay trái nó lên, rồi rụng xuống bên thế này thì lại đưa con mắt xuống qua bên phải, cái động tác chỉ có vậy. Rồi cái này bắt đưa lên thì cái này lên bằng nghiêng vậy, xong ngón giữa đi chệch lên là ngó cái ngón giữa này, giờ ngón giữa vô giữa qua bên trái xuống thì dớt đưa cái mông. Đó, xong hết bằng nhà thả rồi. Đó là thức thứ 9 tập đi. Nó rất là hay á, chứ không phải giỡn đâu, nó xoắn cái ngón này nè. Ừ. Nó xoắn trên đúng chưa? Để vậy bắt đầu xoắn. Đưa mông nè, thấy không? Để vậy này ngó cái ly rượu nè. Chuyển xuống này là cái tay vô hình mà quạt bằng con mắt, chuyển ly rượu bằng con mắt. Chuyển. Đó. Rồi đưa cái tay lên, để lên nhìn cái này, chuyển cái này bên này, hết đưa cái tay nào bên trên thì cái mông yển bên đó. Nhưng mà cái này nó lợi cho phụ nữ là ba cái khu vực của cơ thể nó nở ra, mông to, eo nhỏ, ngực to. Nhưng mà cái đó là yếu tố quan trọng, ba cái tâm tiêu của phụ nữ phát triển. Thì đàn ông phát triển tâm tiêu, nữ phát triển ba cái vật chất. Đó là bài này nè. Đó là cái bài đạo dẫn chính, kích vào cái kinh tam tiêu, kinh tâm bào chứ, là cái cơ tim tâm bào là cái nơi là cái bắp thịt tim, nó là cái gốc vật chất của ba cái tam tiêu. Thành ra cái thức thứ 10 nó tới tam tiêu. Thành ra nhiều người không hiểu cơ thể mình, nó có khoa học. Tim tâm bào, hễ tâm bào với tim nó thường nó có chính huyệt, là thủ hết, là từ tay hết, tim nó thuộc tay thì thủ huyết âm tâm bào.
từ trong ngực để đi ra, thiên trì một, thiên tiền hai, ba là huyệt khúc trạch, là huyệt hộp, thổ, thủy, xong khích môn là huyệt khích, giang sử, huyệt kinh, nội quan là huyệt lạc, đại lăng là nguyên du thổ, lao cung là huyệt quỳnh hỏa, xong trung xung là huyệt tĩnh mộc, năm cái huyệt theo ngũ du huyệt là trên cánh tay, thì cái huyệt có chín huyệt của quyết âm tâm bào phải thuộc, học trò phải thuộc lao chín cái huyệt này, khi qua dịch cương kinh cũng thuộc, qua bài về đạo dẫn tức là bài giống dịch cương kinh, tức là cái thông kinh mạch bằng múa của người vũ nữ ngày xưa, thành ra nó đang thành một cái hệ thống hình 45 cái hình người vũ nữ nam nữ múa.